Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Quảng Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Điện Biên triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng y bác sĩ. Đà Nẵng tăng cường kiểm tra xử lý ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke. Thưa quý vị, chiều qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh. Báo cáo của Chính phủ cho biết, quá trình thực hiện cải cách hành chính thời gian qua gắn với triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Nhiều mô hình sáng kiến mới được nghiên cứu áp dụng có hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, các bộ ngành đã có khoảng 461 mô hình sáng kiến cải cách hành chính. Các tỉnh có khoảng 6.124 mô hình sáng kiến cải cách hành chính. Từ năm 2012 đến nay, việc đổi mới công tác theo dõi đánh giá dựa trên kết quả và tác động của cải cách hành chính đã được triển khai một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, quản lý. Việc công bố chỉ số cải cách hành chính 3 Index khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đã trở thành thước đo đánh giá khách quan, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, như công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính vẫn chưa được thể hiện một cách thường xuyên, liên tục ở một số bộ ngành và một số địa phương. Việc nhân rộng những mô hình sáng kiến cách làm hay về cải cách hành chính còn hạn chế. Cũng trong chiều qua, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với 63 điểm cầu kết nối tại các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cùng các sở ngành liên quan tham dự. Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, công tác phi chính phủ nước ngoài cũng bị ảnh hưởng. Các chương trình quốc gia, ngân sách bị cắt giảm theo chủ trương chung. Gần 50% công việc bị chậm tiến độ, 20% công việc chương trình không thể hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn chung, Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ và hợp tác tích cực của gần 500 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên. Các bộ ngành địa phương đã quan tâm hơn đến hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, từ đó chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trong công tác vận động viện trợ. Đã có 115 tổ chức viện trợ khoảng 6,5 triệu đô la Mỹ để Việt Nam chống dịch COVID-19, 45 tổ chức viện trợ 9 triệu đô la Mỹ để cứu trợ bão lũ. Tại Quảng Nam, năm 2020, tỉnh đã tiếp nhận 104 chương trình dự án và phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt hơn 6,36 triệu đô la Mỹ, tương đương 146,3 tỷ đồng, giảm gần 27,6% so với năm 2019. Giá trị cam kết viện trợ cho các chương trình dự án trong năm 2020 đạt hơn 84,6 tỷ đồng. Hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được triển khai tập trung vào những lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên: y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết hậu quả chiến tranh, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sáng qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức lễ khánh thành trạm phát sóng FM tại đỉnh núi Quế, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng tham dự lễ. Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc các huyện vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khảo sát tại khu vực đỉnh núi Quế với độ cao 1.400m để lắp đặt hệ thống máy phát sóng FM. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng ý để Đài Tiếng Nói Việt Nam xây dựng trạm phát sóng Tây Giang đặt tại đỉnh Quế thuộc dự án kênh phát thanh dân tộc quốc gia. Trên cơ sở đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đầu tư xây dựng nguồn phát sóng FM không người trực tại đỉnh Quế, gồm cột anten tự đứng cao 44,5m, nhà trạm đặt máy phát sóng và các hạng mục liên quan.
trạm phát sóng áp dụng công nghệ mới điều khiển từ xa, khi đưa vào sử dụng sẽ giúp tiết kiệm được phổ tần số quốc gia, giảm chi phí khai thác sóng. Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tiến hành bấm nút phát sóng quốc gia, chính thức đưa trạm phát sóng Đỉnh Quế đi vào hoạt động. Trạm phát sóng khi đưa vào sử dụng, đồng bào Cơ Tu và đồng bào các dân tộc phía Tây tỉnh Quảng Nam, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được nghe chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu, các chương trình trên kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chất lượng rõ nét hơn, góp phần đưa các chủ trương tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến gần với nhân dân hơn. Cũng trong sáng qua, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Chiến thắng huyện Đông Giang và nhà lưu niệm huyện ủy Tây Giang lâm thời. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình và kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ. Theo đó, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổng hợp lập danh sách 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó có 10 người ứng cử do 9 cơ quan tổ chức đơn vị được phân bổ giới thiệu và 1 người tự ứng cử, trong đó có 2 người ngoài đảng, tỷ lệ 18,18%, 5 người là phụ nữ, tỷ lệ 45,45%, 2 người là dân tộc Cơ Tu, tỷ lệ 18,18% và có 1 người tái cử. Đối với danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 có 97 người, trong đó 95 người ứng cử do 58 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu và 2 người tự ứng cử, trong đó có 46 người là phụ nữ, tỷ lệ 47,4%, 16 người ngoài đảng, tỷ lệ 16,5%, 32 người thuộc nhóm trẻ tuổi, tỷ lệ 33%, 12 người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ 12,3% và 29 người tái cử, tỷ lệ 30%. Sau khi thảo luận, Hội nghị Hiệp thương đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và 97 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 như danh sách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày tại hội nghị. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã chủ trì hội nghị về điều chỉnh cơ chế giải phóng mặt bằng tái định cư. Trên cơ sở trao đổi cụ thể những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư, hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở ban ngành liên quan ở tỉnh và các địa phương. Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong vòng 5 năm từ 2015 đến 2020, toàn tỉnh có 514 dự án triển khai với hơn 20.000 hộ bị ảnh hưởng. Tổng số tiền đã chi trả bồi thường hỗ trợ lên đến hơn 1.250 tỷ đồng. Mặc dù chính sách pháp luật liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư ngày càng được hoàn thiện, song việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư hầu hết còn chậm trễ kéo dài. Tại hội nghị, hàng chục lượt ý kiến đã nêu thực tế những vấn đề bất cập, vướng mắc phát sinh từ cơ sở liên quan đến quy định về trình tự thủ tục thực hiện, cơ chế đền bù. Ngoài ra, qua làm việc với các cơ quan trung ương liên quan để tìm kiếm giải pháp, hơn 50 lượt vấn đề phát sinh đến việc đi và đến của các hộ dân, quy định về trình tự thủ tục thực hiện, cơ chế đề xuất, trao đổi tại hội nghị đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường liệt kê cụ thể, kèm theo ý kiến phản hồi của cơ quan chuyên môn. Tiếp tục thảo luận tại một hội nghị nữa để sau đó tổng hợp điều chỉnh phù hợp với hiến pháp và pháp luật hiện hành, trình thường trực tỉnh ủy trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhằm hoàn chỉnh các văn bản đề án, phương án, kế hoạch để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo các đề án, kế hoạch, phương án phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025. Tham dự có bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Thanh Quốc đã trình bày cụ thể 3 nội dung của đề án gồm đề án phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Tổng kinh phí thực hiện đề án trong 5 năm của 3 cấp học là hơn 52,7 tỷ đồng. Đối với kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71 năm 2020 NDCP,
năm 2021, với mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao năng lực công tác trong quản lý dạy học, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Theo đó, năm 2021, toàn tỉnh có 1.097 người tham gia đào tạo nâng chuẩn, tổng kinh phí thực hiện hơn 12,5 tỷ đồng. Còn phương án thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 105, ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non áp dụng đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, hiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập và tư thục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập. Đối tượng áp dụng bao gồm trẻ em, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non, tổng kinh phí thực hiện 6,8 tỷ đồng mỗi năm học. Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và sớm hoàn chỉnh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Sáng qua, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2020, các cấp hội khuyến học toàn tỉnh đã trao tặng gần 175.000 suất học bổng, khen thưởng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi với số tiền hơn 50,8 tỷ đồng. Một số địa phương khen thưởng nhiều như Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành và Tiên Phước. Công tác xây dựng các mô hình học tập cũng đạt nhiều kết quả tốt, đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, cả tỉnh có 264.746 gia đình học tập, 1.951 dòng họ học tập, 967 cộng đồng học tập, 894 đơn vị học tập. Về công tác nhiệm vụ năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh đề ra mục tiêu tăng 5% mức huy động, cấp phát học bổng, khen thưởng và tăng 3-5% mô hình học tập so với năm 2020. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp bàn phương án chuyển đổi mô hình hoạt động bến xe Tam Kỳ, Quảng Nam sau nhiều năm hoạt động cầm chừng, chưa phát huy tác dụng, gây lãng phí tài sản của nhà nước. Năm 2006, bến xe Tam Kỳ được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 3,2 hectare nằm trên địa bàn phường Hòa Thuận, theo tiêu chuẩn bến xe loại 2, tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam làm chủ đầu tư. Nhưng từ năm 2006 đến nay, bến xe Tam Kỳ vẫn hoạt động cầm chừng, không phát huy tác dụng. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, nhưng nhà nước chiếm giữ 97% vốn cổ phần. Qua nhiều phiên họp và làm việc của các ngành chức năng ở tỉnh, cũng như định hướng quy hoạch của thành phố Tam Kỳ, có ý định chuyển bến xe Tam Kỳ vào phía Nam thuộc phường An Sơn, gần đường tránh Nguyễn Hoàng và quốc lộ 40B, nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang thống nhất di dời bến xe Tam Kỳ, trước mắt giao cho thành phố Tam Kỳ lập quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng bến xe mới trên diện tích 4,6 ha tại phường An Sơn, đồng thời sắp xếp lại dân cư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thập niên đến, xem xét lại phương án sử dụng đất tại bến xe Tam Kỳ sau khi chuyển cổ phần hóa nhằm tạo điều kiện cho bến xe hoạt động, ổn định cuộc sống của cán bộ nhân viên bến xe trong thời gian đến. Sáng qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài Ứng dụng phát triển công nghệ chiếu sáng lớp học thông minh tiết kiệm năng lượng. Đề tài do Viện Khoa học Năng lượng chủ trì thực hiện. Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu sáng thông minh, đồng bộ, từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt và hiệu chỉnh chuyên dùng cho chiếu sáng ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Qua sử dụng, các trường cho biết, việc sử dụng hệ thống này có nhiều tiện ích, đảm bảo ánh sáng lớp học và phần nào tiết kiệm lượng điện năng tiêu hao. Các ủy viên hội đồng phản biện và đại biểu tham gia buổi nghiệm thu đa phần đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài. Bên cạnh đó cũng lưu ý cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, trong thời gian chạy thử, cần có biện pháp kỹ thuật tự động chuyển sang hệ thống điện chiếu sáng cũ nếu gặp trường hợp hư hỏng. Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu cho biết chi phí lắp đặt khoảng 6,5 triệu đồng trên một phòng học. Tuy nhiên, khi thương mại hóa sản phẩm thì giá thành có bị đẩy lên hay không là vấn đề nhiều đại biểu quan tâm. Quý vị vừa theo dõi một số tin tức trong chương trình Thông tin ngày mới. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với các sự kiện quan trọng trên cả nước qua mục Mở cửa ngày mới. Sáng qua tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã triển khai tiêm những mũi vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 đầu tiên cho lực lượng y bác sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.
Trong mũi 1 đợt 1, hơn 170 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên làm việc tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ sẽ tham gia tiêm vaccine trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ là đơn vị đầu tiên thực hiện tiêm vaccine mũi 1 đợt 1 phòng COVID-19. Ngay trong ngày tiêm đầu tiên, 80 trên 172 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên tuyến đầu đang làm việc tại bệnh viện đã tham gia tiêm vaccine AstraZeneca trong điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn. Người tham gia tiêm vaccine sẽ phải thực hiện tuần tự các khâu. Sau khi tiêm, người tham gia tiêm được theo dõi trên 30 phút và tiến hành kiểm tra kỹ lại các chỉ số sức khỏe. Sau đó sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến trong vòng 24 giờ để đề phòng biến chứng. Bản thân mình thấy rất là vui và vinh dự. Là một cán bộ y tế thì mình hiểu rõ tác dụng của việc tiêm vaccine, cũng như biết rõ là các đồng nghiệp của mình chuẩn bị cho công tác tiêm chủng rất là chuyên nghiệp. Đấy, thì bản thân mình rất yên tâm. Tôi cũng đã căn dặn các đồng chí là tiếp tục sau theo dõi 30 phút ở đây hiện tại là các vấn đề về sức khỏe ổn định. Thì chúng tôi tiếp tục căn dặn các đồng chí theo dõi tiếp sát trong 24 giờ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như là sốt nổi mẩn, tức ngực khó thở, hoặc là đau cơ, hoặc là đau xương khớp, hoặc là nổi mẩn dị ứng, hoặc có sốt cao mà khi dùng sốt trên 38 độ, 39 độ mà dùng hạ sốt không ổn thì căn dặn các bệnh nhân là sẽ đến cơ sở y tế gần nhất. Hiện tỉnh Điện Biên có toàn bộ 1.900 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ đợt 1. Tỉnh đã dự kiến 4 nhóm đối tượng tiêm vaccine mũi 1 đợt 1 được tiêm trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3. Sau ngày 17 tháng 3, các trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ đồng loạt đón học sinh trở lại học tập. Tỉnh Hải Dương đã yêu cầu ngành giáo dục các địa phương phải tiến hành vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi cho học sinh đi học trở lại. Trường Trung học Phổ thông Thanh Miện có 1.132 học sinh với 27 lớp. Hiện đã có 389 học sinh khối 12 đến trường đi học trở lại từ hôm ngày 8 tháng 3. Các lớp đều học một buổi một ngày. Trường bố trí học cách lớp, dàn đều các lớp ở cả 3 tầng, theo dõi sĩ số lớp thường xuyên, yêu cầu giáo viên, học sinh thường xuyên theo dõi sức khỏe. Có cái quy định cụ thể đối với học sinh trước khi đi học và trong quá trình đi học tại trường. Đồng thời nhà trường cũng đã cải tạo và chỉnh sửa và tăng cấp một số cái nhà vệ sinh cũng như là các cái bệ rửa sân trên của học sinh sao cho đảm bảo là mỗi một lớp là có ít nhất một cái chậu rửa. Từ ngày 18 tháng 3, các địa phương gồm Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn, Chí Linh và thành phố Hải Dương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại. Các khối lớp còn lại học trực tuyến. Đối với các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương, được phép cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường. Riêng trẻ mầm non trong toàn tỉnh nghỉ đến hết tháng 3 năm 2021. Các trường chưa tổ chức cho học sinh ăn bán trú và dừng các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, hiện toàn tỉnh vẫn còn một số trường học đang là điểm cách ly tập trung cho các trường hợp F1. Vẫn còn những học sinh ở trong vùng cách ly y tế và thuộc diện F0, F1, F2. Đối với những trường hợp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương sẽ lên kế hoạch hướng dẫn ôn tập, dạy bù sớm để đảm bảo kiến thức cho học sinh khi được trở lại trường. Thưa quý vị, theo Tổng cục Du lịch, năm 2019, ngành du lịch đóng góp trên 9,2% vào GDP cả nước, tạo ra 2,9 triệu việc làm, trong đó có 927.000 việc làm trực tiếp. Với đà tăng trưởng này thì đây là kỳ vọng của ngành du lịch trong năm 2020. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã nhanh chóng đóng băng ngành du lịch thế giới và du lịch Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu trong năm 2020 sụt giảm tới 1,1 tỷ lượt. Tổng thu du lịch toàn cầu mất đi 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ, khoảng 100 đến 120 triệu lao động trong ngành bị mất việc. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch thế giới Việt Nam bị thiệt hại nặng nề. Năm 2020, do việc đóng cửa biên giới để ngăn chặn COVID-19, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so với năm 2019. Khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%. Tổng thu du lịch đạt 312.000 tỷ đồng, giảm 58,7%, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 40-60% lao động bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công. Khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động. Nhiều khách sạn phải đóng cửa, công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 10-15%. Chính quyền Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn thành phố.
đồng thời xem đây là một tiêu chí để xem xét thi đua, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xét nhận gia đình văn hóa trong năm. Trong công văn mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện, tiếp nhận phản ánh của công dân và kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, để góp phần bảo đảm nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Các nội dung tuyên truyền hướng dẫn thực hiện sẽ được triển khai mạnh từ nay đến hết tháng 5. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, các trường hợp không chấp hành tái phạm nhiều lần sẽ bị xử lý, xử phạt theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm nếu để tiếp diễn tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn. Công văn này của chính quyền thành phố nhằm chấn chỉnh tình trạng mở nhạc, hát karaoke gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sức khỏe, sinh hoạt, đời sống và bức xúc trong nhân dân thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào sáng tạo kỹ thuật luôn được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam quan tâm thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, thông qua tổ chức các hội thi, cuộc thi đã thiết thực đưa tri thức khoa học và công nghệ từng bước đi vào cuộc sống một cách thực chất, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển chung của tỉnh Quảng Nam những năm gần đây. Anh Hoàng Ngọc Trung, hiện là Phó trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty Điện lực Quảng Nam, là người có nhiều sáng kiến được công nhận tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam qua các lần tổ chức. Tính đến nay, bản thân anh có 18 sáng kiến cấp công ty và 5 sáng kiến cấp tổng công ty được vinh danh qua hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và toàn quốc. Đặc biệt, giải pháp đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 của anh được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020 thông qua các giải pháp đoạt giải đã làm lợi cho ngành điện hàng tỷ đồng. Bản thân là một người lao động trực tiếp tại Công ty Điện lực Quảng Nam thì trong cái quá trình làm việc thì xem những cái công việc của người công nhân tại hiện trường thì có những cái vướng mắc mà người công nhân có thể chưa nghĩ ra thì bằng những cái giải pháp thực tế, tức là ứng dụng vào thực tế, chúng ta rút ngắn được cái thời gian làm việc lại và nó nâng cao được cái năng suất lao động cho người công nhân. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây được xem là hoạt động tiêu biểu của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong những năm qua. Từ năm 2016 đến nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã chủ trì tổ chức 2 hội thi sáng tạo kỹ thuật với hơn 200 giải pháp đăng ký, trong đó có 81 đề tài đoạt giải. Nhiều đề tài giải pháp được tuyển chọn, tham dự và đạt giải cao tại các cuộc thi, hội thi toàn quốc công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam. Thông qua các cuộc thi khoa học công nghệ để mình chọn ra những cái dự án xuất sắc giúp cho nhất trong một số cái là đem đến cho thực tiễn, cho cuộc sống và giúp cho doanh nghiệp truyền thông để đưa sản phẩm đưa ra được tốt hơn cho thị trường. Thông qua hoạt động này, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, những giải pháp được lựa chọn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía các ngành chức năng của tỉnh, các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh việc áp dụng các đề tài, giải pháp khoa học kỹ thuật mang tính ứng dụng cao vào thực tế sẽ được phát huy mạnh mẽ, nhằm mang lại hiệu quả, lợi ích cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 59 đến 92%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 57 đến 86%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 57 đến 85%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 58 đến 92%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 56 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 56 đến 94%, gió nhẹ.
Thị trấn Bà Rau mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 56 đến 94%, gió nhẹ. Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qdt.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.